Xin kính chào quý khách. Mình tên là Nguyễn Duy Giang, mình là nhân viên kinh doanh của sàn bất động sản Nam Hưng Lan. Thì sàn Nam Hưng Lan là sàn của chủ đầu tư An Gia. Thì hiện tại Giang đang đứng ngay vị trí dự án Westgate của chủ đầu tư An Gia sắp triển khai vào quý 4 năm 2019 này. Thì phía sau lưng của Giang là quý khách sẽ nhìn thấy là vị trí dự án của Westgate. Còn bên tay phải của bên tay trái của Giang là đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Kế bên dự án với đây là công viên và bệnh viện Bình Chánh. Thì cái vị trí dự án của mình là nằm trong khu hành chính của huyện Bình Chánh. Thì trong khu hành chính này có rất là nhiều tiện ích về từ trường mầm non tới trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bên cạnh đó nó có rất là nhiều nó có ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, công an Bình Chánh, phòng cháy chữa cháy Bình Chánh, tòa án, vân vân. Thì những cái cơ quan hành chính nhà nước đều tập trung ở đây. Thì vị trí này là về độ an ninh là tuyệt đối, đảm bảo tuyệt đối. Có thể nói Westgate là cái điểm đầu nối giữa đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì khi mà những khách hàng từ miền Tây Nam Bộ đổ lên thì sau này họ sẽ từ miền Tây họ sẽ đổ lên, và cái địa điểm đầu mút của Sài Gòn Trung Lương là Westgate của mình. Bên cạnh đó Giang sẽ chia sẻ với quý khách những cái tiện ích mà khi mà khách hàng ở Westgate, khách hàng có thể di chuyển lại rất là gần như bến xe miền Tây mới. Thì về hiện tại thì bến xe miền Tây vẫn là ở đường Kinh Dương Vương, nhưng hiện nay nó đang xây dựng khu bến xe miền Tây mới. Thì khách hàng sau này từ bến xe miền Tây mới di chuyển cho mình chỉ có 3 phút thôi. Thì tất cả những cái cư dân mà ở các tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, họ đổ về đây thì họ sẽ đến đây rất là gần, ở tiện lợi. Quý khách hàng có thể di chuyển đến chợ Bình Điền, từ Westgate đến chợ Bình Điền là 8 phút di chuyển. Về bệnh viện, mình có thể từ ở đây mình có thể di chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý khách có thể di chuyển cách 7 phút di chuyển. Thì, từ Westgate đến cụm trường đại học đó là 12 phút. Và di chuyển đến trường đại học Remix 22 phút. 28 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Về các trung tâm thương mại thì cái điểm của mình có thể kết nối được như trung tâm thương mại Pixi An Lạc, trung tâm thương mại Aon Bình Tân, trung tâm thương mại Red Salmon, trung tâm thương mại Vivo Mart quận 7. Thì nhiều khách hàng cũng nói là từ đây đến trung tâm quận nhất là cách bao xa. Thì theo bản đồ địa lý thì di chuyển từ Westgate đến trung tâm quận nhất là Bến Thành là 36 phút di chuyển. Thì cái việc di chuyển nó sẽ kết nối rất là thuận lợi đến trung tâm quận nhất, quận 7 và các quận lân cận của Westgate. Thì những khách hàng đã đầu tư, những khách hàng muốn ở đây hoặc đầu tư, hãy quyết định sớm booking, liên hệ với Giang. Số điện thoại của Giang là 091 424 5885. Thì Giang sẽ hỗ trợ quý khách booking để mà chọn được một cái vị trí đẹp nhất tại dự án. Cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi một cái video ngắn của Giang. Hẹn lại quý khách hàng khi mà dự án mình có những cái khởi công hoặc những thông tin mới thì Giang sẽ cung cấp những thông tin đó cho quý khách hàng sớm nhất. Số điện thoại của Giang có dùng Zalo, Viber, Line và một số mạng xã hội khác. Thì những cái mạng xã hội đó Giang đều để bên dưới. Nếu khách hàng có dùng chung mạng xã hội với Giang thì kết nối với Giang. Cảm ơn quý khách hàng.